Sau đó, có vài người Pharisee và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi rằng: sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp: thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Sau đó Ngài gọi dân chúng đến và phán: hãy nghe và hiểu. Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế, nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới là ô uế con người. Sau đó các môn đồ đến thưa với Ngài: thầy có biết những người Pharisee bị xúc phạm khi nghe lời này không? Ngài đáp: cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố. Phi-e-rơ thưa rằng: xin thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con. Đức Chúa Giê-xu hỏi: các con cũng vẫn không hiểu sao? Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới là ô uế người. Vì từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu: giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Còn việc ăn không rửa tay chẳng làm ô uế người đâu.